Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong mấy năm qua thì Phật giáo Nguyên Thủy tại Thừa Thiên Huế đã tổ chức được những cái khóa hà, mặc dù là ở Phật giáo Nguyên Thủy thì cái nhập hà là thường là nhập hà tại chỗ, nhưng mà gần đây đó thì những cái buổi mà sinh hoạt chung của chư tăng các chùa ở tại Thừa Thiên Huế cũng như là ở các cái tỉnh thành ở trong nước tạo nên một cái sinh hoạt rất là tốt đẹp, và có những cái chương trình tu học chung cho tăng cũng như là ni, và đôi lúc là có cả cái các cái khóa tu cho các Phật tử. Thì đó là một cái sinh hoạt rất là tốt để mà duy trì cũng như là phát triển cái sự tu hành ở trong hệ phái Nguyên Thủy của chúng ta. Hồi thời Đức Phật thì cái sinh hoạt mà mình bây giờ mình gọi là hà, thì thực ra là cái chữ hà nó do từ cái từ Vassa, tức là mùa mưa. Mình nói là nhập hà cho thực ra là an cư mùa mưa, chính xác là mình gọi là cái an cư mùa mưa thì đúng hơn. Thì cũng ở Ấn Độ cũng như ở Việt Nam mình á, thì cái mùa an cư của mình cũng đúng vào cái mùa mưa. Nhất là ở miền Nam đó, thì cái mùa an cư là đúng hoàn toàn vào cái mùa mưa. Và khi mà mùa an cư chấm dứt thì cũng là chấm dứt cái mùa mưa. Chỉ trong mùa mưa đó, ở các cái trú xứ của chư tăng ni ở tại Ấn Độ là hồi đó là ở trong rừng, cho nên việc đi lại rất là khó khăn. Khi mà mùa mưa đến thì côn trùng cũng nhiều, và cái đi lại thì mình cũng biết rằng là cái đường xá hồi xưa là cái đường mòn đi trong rừng đó. Nhiều khi cây cỏ nó mọc lên đầy hết, cho nên đi lại rất là khó khăn, mà trời lại mưa nữa. Hồi ở Ấn Độ thì mùa nắng thì rất là nóng, không có nước, nhưng mà mùa mưa thì lại là các cái dòng sông là cũng đầy nước, cho nên mà cái việc mà đi lại giao thông cũng là khó khăn. Vì vậy cho nên là mới có cái an cư mùa mưa. Và nhân trong cái an cư mùa mưa đó thì chư tăng ít đi lại bằng pháp, hoặc là vì cái dương sự nào đó mà phải đi nhiều, thì trong cái an cư mùa mưa đó là các vị tập trung và cùng nhau tu tập nhiều hơn. Thường thường là khi các vị đó chọn những cái trú xứ thuận lợi và nhiều vị có thể là cùng nhau tu tập chung. Vì vậy cho nên là sau 3 tháng hà là có rất nhiều vị đã chứng ngộ được đạo quả. Đó là cũng nhờ cái thời gian mà tu tập niên mật. Bây giờ đó thì khi Phật giáo mà truyền đi các nước trên thế giới thì có những cái nước mà ở cái phương Bắc, gần Bắc Cực hoặc là gần Nam Cực ấy, thì là cái mùa đông nó rất là lạnh, và mùa mưa đó, mưa thì không phải là mưa bình thường mà là mưa tuyết. Mà ở các cái xứ mà như Canada này chẳng hạn đó, thì tuyết rất là nhiều,
Vì vậy mà cái phương tiện đi lại cũng rất là khó khăn. Cho nên đôi lúc ở những cái xứ đó, đó thì người ta là người ta nhập đông, thay vì là an cư mùa mưa thì người ta an cư mùa đông. Mùa đông là vì nó vừa lạnh mà vừa là mưa tuyết rất nhiều, thành ra là cũng có nghĩa là an cư mùa mưa, nhưng mà không phải mưa thường như mình mà là mưa tuyết. Mưa tuyết là mình ở đây đó thì mình thấy tuyết rất đẹp, chứ còn ở các cái xứ lạnh đó người ta rất là sợ tuyết, bởi vì mỗi lần mà tuyết mà rơi nó thì đường xá rất là khó đi lại, trơn trượt mà nhiều khi tuyết dày lên cả thước, mà lại mùa đông thì lại quá lạnh. Như ở Canada thì lạnh có thể là âm 40-50 độ. Vì vậy cho nên là cái việc mà an cư mùa mưa đó, hay là an cư vào cái mùa mà đông lạnh giá đó là cái điều mà cái điều kiện tự nhiên, do cái điều kiện tự nhiên mà phát sinh ra cái việc mà an cư mùa mưa. Thì bây giờ đó có thể nói rằng là chư tăng ở trên khắp nơi trên thế giới đó thì đông đảo hơn cái thời hồi Đức Phật rất nhiều. Bởi vì nhất là các cái nước châu Á của mình đó, ví dụ như ở Thái Lan hay là ở Miến Điện, ở Lào hay là ở Campuchia chẳng hạn, và cũng có các cái nước mà Phật giáo Bắc truyền, thì chư tăng rất là đông. Vì vậy mà thường là có một cái người ta tổ chức cái an cư tập trung. Thì trong cái an cư tập trung đó, đó mới là có những cái khoa học. Hồi xưa đó thì cái an cư mà hồi xưa nó hơi khác hơn bây giờ một chút. Bây giờ đó thì vì là chư tăng tu hành đông đảo cho nên là có những cái khóa học, các cái vị mà trưởng lão thì thường là mở các cái lớp dạy pháp học cũng như là pháp hành, và có những cái khóa tu để cho tăng chư tăng ni và các Phật tử mà đến người gọi là tùng hà đó, tùng hà tức là đi theo cái mùa hà của nhập hà của chư tăng để mà tu tập. Thì Đức Phật á, Đức Phật dạy là trong một cái bài kinh, bài kinh của cái khu rừng Vô Sinh Ga, thì có một hôm mà trời sáng trăng rất là đẹp, thì ngài A Nan á mới là thấy trăng sáng như vậy, thì ở trong khu rừng ngài mới đi thăm các cái vị trưởng lão. Khi đi thăm đi các vị trưởng lão đó là như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, ngài Anuruddha, ngài Ca Diếp hay là ngài Kevala chẳng hạn, thì ngài A Nan mới đi thăm viếng, và ngài có khởi lên một câu hỏi là đêm nay đó, trời chiếu sáng cái khu rừng Vô Sinh Ga như thế này thì trong giáo pháp của Đức Thế Tôn đó, thì ai là người mà xứng đáng là chói sáng cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, tức là trong những cái vị mà tăng chúng đó, vị nào là cái người mà xứng đáng là chói sáng cái giáo pháp của Đức Thế Tôn, cũng giống như là trăng mà chói sáng trong khu rừng Vô Sinh Ga. Thì mỗi người đều là ví dụ như ngài Xá Lợi Phất thì ngài nói là cái vị nào mà trí tuệ cao siêu đó, đại khái là vậy, thì vì đó là chói sáng khu rừng Vô Sinh Ra. Có vị thì nói rằng là người nào mà thiền định giỏi thì là chói sáng khu rừng Vô Sinh Ra.
Thế như Ngài Ca Diếp thì Ngài nói là ai mà thọ được các cái pháp đầu đà thì cái vị đó là trở sáng của rừng Gosinga chẳng hạn. Thế là mỗi người đều là trả lời một cách khác nhau. Ngài A Nan thì Ngài nói là ai mà thanh văn, tức là cái vị mà đa văn á, tức là nghe nhiều cái giáo pháp của Đức Phật, nghe và nhớ nhiều cái giáo pháp của Đức Phật á, thì vì đó là chói sáng rừng, rồi chói sáng cái trong tăng chúng. Thì so lại thì không ai trả lời giống ai cả, mỗi người đều trả lời cái sở trường của mình. Vì vậy cho nên các vị mới đồng ý với nhau là thôi bây giờ mình kéo nhau đến đảnh lễ Đức Phật để hỏi Đức Phật xác định có thể là ai trả lời đúng nhất. Thì khi đến bạch với Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn nói rằng là các người thì ai cũng nói đúng hết. Cho Đức Phật Ngài cũng nói là người này nói đúng hơn, người kia nói sai hơn. Mà Đức Phật Ngài nói là các người đều là trả lời đúng hết. Thế lúc đó là các vị mới nói là thế nếu mà hỏi Đức Thế Tôn thì Đức Thế Tôn sẽ dạy như thế nào? Thì lúc đó Đức Phật Ngài mới nói rằng là nếu mà hỏi Như Lai ấy, thì Như Lai sẽ nói như thế này. Là một vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni bữa sáng thức dậy rồi đắp y mang bát đi vào thành khất thực, và khi đi khất thực về rồi thọ thực, và sau đó nói chung là diễn tả tất cả những cái sinh hoạt của các vị tăng hay là các vị ni trong thời bấy giờ đó, tức là cái sinh hoạt hàng ngày của các vị đó. Thì trong khi mặc y hay là mang bát thì đều cũng phải là chánh niệm tỉnh giác, giữ chánh niệm tỉnh giác trước mặt. Cái chữ mà giữ chánh niệm tỉnh giác trước mặt ở đây đó có nghĩa là luôn thường nói cho dễ hiểu, tức là thường sáng suốt biết mình, thường tròn vẹn tỉnh thức, nói như vậy cho nó dễ hiểu. Tức là khi mặc y mang bát cũng tròn vẹn tỉnh thức, khi đi vào cái xóm để khất thực cũng tròn vẹn tỉnh thức, khi nhận vật thực của tiến thí cúng dường cũng là tròn vẹn tỉnh thức, khi đi khất thực đầy bát rồi vừa đủ rồi thì cũng tròn vẹn tỉnh thức để biết để đi về chứ không có nhận thêm. Rồi khi đi về trên đường về cũng là tròn vẹn tỉnh thức. Rồi khi về thường là phải là rửa chân rồi dọn thức ăn lên cái bàn để ăn chẳng hạn, hoặc là để cái đồ ăn trong bát để mà ăn chẳng hạn, thì luôn là khi ăn khi nắm vật thực lên để ăn chẳng hạn, thì tất cả những cái động thái đó đều là tròn vẹn tỉnh thức. Cái chữ mà nói là trước mặt đó, chữ trọc trước mặt đó có nghĩa là luôn là hiện diện, luôn hiện diện cái sự tỉnh thức, tròn vẹn tỉnh thức. Thì rồi khi ăn xong ngồi lại hay là đi đứng nằm ngồi gì thì cũng đều là tròn vẹn tỉnh thức. Thì như vậy ở đây đó, Đức Phật Ngài nhấn mạnh cái cốt lõi của cái sự tu tập. Thay vì các vị đó, thì nói lên cái sở trường của mình thì Đức Phật Ngài lại không đặt nặng cái chuyện sở trường đó. Bởi vì có thể thì có vị thì đa văn, có vị thì thiện định, có vị thần thông, có vị thì trí tuệ, hay là có vị thì khổ hạnh hay là đầu đà. Thế nhưng mà cái đó là cái riêng, cái sở trường riêng. Cái đó thì mỗi người có quyền có cái sở trường, theo sở trường của mình để tu tập. Nhưng cái nội dung chính của cái sự tu tập đó vẫn là chánh niệm tỉnh giác,
là luôn luôn hay là thường chánh niệm tỉnh giác. Chữ trước mặt ở đây tức là luôn luôn hay là thường hay là tròn vẹn trong cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cái chữ tinh tấn ở đây nó có nghĩa đơn giản là không phải là một cái nỗ lực cho thật nhiều, bởi vì nhiều khi có nhiều người hiểu cái tinh tấn là mình phải nỗ lực hết sức, nhưng mà thực ra là không phải là nỗ lực hết sức, mà là đừng có buông lung phóng dật, tức là đừng có để cho thả lỏng cho cái thân tâm mình nó muốn làm gì thì làm, muốn nghĩ gì thì nghĩ, mà là không buông lung phóng dật. Nên cái chữ mà mình chỉ cần hiểu cái từ mà tinh tấn ở đây đó, là không buông lung phóng dật, chứ không phải là quá tích cực miên mật. Nhiều cái thiền viện đó, thì quá đề cao cái tích cực miên mật, nhưng mà thực ra cái tích cực miên mật đó, thực ra tích cực miên mật nó cũng có cái ý nghĩa của nó, nhưng mà tích cực miên mật nó cũng chỉ vừa đủ, chứ nếu mà quá đi là vẫn không được. Thế là vừa đủ thôi. Nếu mà quá đi đó, thì nó sẽ sinh ra căng thẳng mệt mỏi và sẽ đưa đến dễ cái nhàm chán. Cho nên chỉ cần là không buông lung phóng dật là được. Không buông lung phóng dật có nghĩa là không có để cho cái thân tâm mình nó sống một cách bừa bãi, không thiếu cái sự chân thành hay là tích cái bằng không phải là tích cực nhưng mà là gọi là nghiêm túc và chân thành. Nghiêm túc và chân thành thì đúng hơn là tích cực nhưng mà, bởi vì chữ tích cực nhưng mà á, nó vẫn là, nếu mà quá cái tích cực miên mật mà quá đó thì nó lại trở thành là hai trong những cái trở ngại của thiền Vipassana. Đó là cái từ là pagaha hay là cái từ là upatthana. Cái chữ upatthana ở đấy đó có nghĩa là nó miên mật quá đáng. Hay là cái chữ mà pagaha đó có nghĩa là tích cực quá đáng. Thì nếu mà mình có nhiều cái trường thiền, khi mà để cho thiền sinh hành thiền một cách tự nhiên thì tốt. Nhưng mà đôi lúc các vị thiền sư là muốn tổ chức một cái khóa đặc biệt gọi là tích cực miên mật, thì lúc đó là có hơi nhiều những cái người bị căng thẳng, và thậm chí là có một không ít người là bị tẩu hỏa nhập ma, bởi vì do là quá nỗ lực, quá tích cực. Mà thật ra là cái tích cực miên mật ở đây cái này chỉ có những người trong mà thực hành mà có trải nghiệm cái tích cực miên mật một cách đúng nghĩa đó, thì nó lại khác hẳn với cái tích cực miên mật mà người ta quá nỗ lực. Và cái chánh niệm á, thì thường là người ta lại cố gắng để mà niệm cái gì đó. Khi mà mình hành mà cái mà cố gắng niệm á, cái đó nó thuộc về thiền định rồi. Cái đó mà cái anusati á, thì cái đó nó là thuộc về thiền định rồi, cho nó không phải là cái niệm mà cái chánh niệm ở trong cái Samasati, ở trong cái thiền Vipassana. Mà trong cái thiền Vipassana đó, thì cái chánh niệm ở đây chỉ là cái tâm tròn vẹn với cái thực tại thôi. Ví dụ như đi thì tròn vẹn với đi, ngồi thì tròn vẹn với ngồi. Tròn vẹn là sao? Tròn vẹn tức là tâm không có bị phân tán, hay là tâm không bị dính mắc vào một cái đối tượng ở quá khứ, vị lai hay là bên ngoài, mà là tâm tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ. Khi mà cái tâm mà nó tròn vẹn với cái tại đây và bây giờ, tại đây và bây giờ là gì? Tức là đang đi thì tròn vẹn với cái đang đi đó, cái động thái đang đi đó.
hay là đang ngồi thì tròn vẹn với cái đang ngồi, hay là đang, hoặc là khi đang ngồi thì thường là tròn vẹn với sự thở vô thở ra, chẳng hạn vậy. Hay là khi nằm, hay là khi đứng, hay là khi ăn uống, khi làm việc, nói chung là trong tất cả mọi cái động thái của thân hay thọ hay tâm pháp gì đó, đều là mình tròn vẹn tỉnh thức ở trong đó. Thì cái từ mà tròn vẹn đó chính là chánh niệm. Tròn vẹn tức là cái tâm, người ta ở bên thiền tông người ta gọi là thân tâm nhất như. Thật ra là không phải chỉ thân tâm nhất như thôi, mà thọ với tâm là cũng nhất như, tâm với tâm cũng nhất như, tâm với pháp cũng nhất như. Tức là khi nào mà cái đối tượng đó là thân, hay là đối tượng đó là thọ, hay là tâm với pháp á, thì cái tâm đều là tròn vẹn tỉnh thức ở trong đó, trong những cái sự diễn biến đó của thân, hay là diễn biến đó của thọ, của tâm, của pháp. Thì khi mà cái tâm tròn vẹn, tức là tâm, cái tâm á, để mình hiểu được cái từ chánh niệm, tức là tròn vẹn với thực tại tại đây bây giờ như nó đang là, thì mình phải hiểu cái từ là thất niệm là gì. Thất niệm tức là cái tâm của mình nó bị gắn vào trong quá khứ, trong vị lai hay là bên ngoài. Thí dụ như mình đang ngồi đây, nhưng mình cứ để ý cái gì đó bên ngoài thôi mà quên mình đi. Hay là mình đang ngồi đây mà mình để ý cái gì đó trong quá khứ, mình quên mình đi. Hay là mình nghĩ đến cái gì đó trong tương lai mà quên mình đi. Thì cái đó gọi là thất niệm. Thất niệm tức là cái tâm niệm của mình nó bị gắn ở một cái đối tượng mà không phải là thực tại đang là. Không phải là thực tại tại đây và bây giờ. Còn chánh niệm đó, đơn giản không phải là niệm cái gì cả, mà chỉ cần tâm tròn vẹn với cái đang là. Thí dụ như bây giờ mình ngồi thì cảm nhận cái thân khi đang thở vô hay là khi đang thở ra. Cho nên Đức Phật Ngài mới nói là thở ra dài thì biết thở ra dài, thở vô dài thì biết thở vô dài, thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn, thở vô ngắn thì biết thở vô ngắn. Và cảm giác toàn thân khi thở vô, hay là cảm giác toàn thân khi thở ra, hay là an tịnh thân hành khi thở vô, an tịnh thân hành khi thở ra. Tức là khi mình ngồi mà thở, thì lúc đó cái động thái của thân đang thở như thế nào. Thì cái tâm mà nó tròn vẹn với cái động thái thở đó chính là chánh niệm. Còn nếu mà đang thở mà cái tâm lại nghĩ đến quá khứ, tương lai hay là cái gì đó bên ngoài, bị những cái đối tượng đó chi phối, thì là gọi là thất niệm, mất chánh niệm. Và khi mà mình mất chánh niệm á, tức là cái tâm nó chạy vào trong quá khứ, trong tương lai hay bên ngoài á, thì lúc đó mình sẽ không còn biết mình đang như thế nào, biết cái thực tại mà đang là đó của thân, của thọ, của tâm, của pháp như thế nào, mình không thấy được. Thì lúc đó gọi là mất tỉnh giác, thiếu tỉnh giác, cái là mất tỉnh giác. Còn nếu như mà khi cái tâm mình mà nó tròn vẹn với cái đang làm, ví dụ như đang đi, đang ngồi, đang thở, mà tròn vẹn với cái thực tài đang là đó, thì lúc đó mình cũng đồng thời là mình rõ biết cái thực tài đang như thế nào, rõ biết nó sinh như thế nào, nó diệt như thế nào, hay là những cái trạng thái như thế nào, thì mình đều là thấy rõ. Thì cái mà cảm nhận rõ, thấy rõ, nghe rõ đó gọi là tỉnh giác. Thành ra là cái tâm điểm của cái sự tu tập chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Nhắc lại là tinh tấn tức là không buông lung phóng dật, tức là không để cho cái tâm mình nó chạy lang thang ra khỏi cái thực tại đang là. Và chánh niệm vì vậy cho nên có một cái định nghĩa là tinh tấn tức là trở về với thực tại.
Tại sao mình trở về với thực tại? Bởi vì khi mình phóng dật á, buông luôn phóng dật á, là cái tâm mình nó phóng đi đâu mất. Cho nên bây giờ mình trở lại với cái thực tại đang là. Vì vậy cho nên mình cái tinh tấn á, có thể được định nghĩa theo hai cách. Một cách là khi mình không buông luôn phóng dật thì lúc đó chánh niệm chính là tinh tấn chính là chính là gọi là cái từ là nó là không phải là tích cực nhưng mà là thành thật chân thành à, chân thành với thực tại, tức là mình đi một cách chân thành đấy, là mình làm một cái việc gì cũng làm với hết lòng và chân thành ở trong đó, thì cái sự chân thành đó là tích cực là tinh tấn. Và khi mà mình bị buông lung phóng dật á, thì cái tâm đưa cái tâm trở về lại với thực tại đó cũng là tinh tấn. Như vậy cái tinh tấn nó có hai cái động thái, một là chân thành với cái thực tại, hai là trở về với thực tại. Thì khi mình chân thành với thực tại hoặc là trở về với thực tại là tinh tấn, thì khi mình trở về thì mình tròn vẹn với thực tại đó là chánh niệm, và sáng suốt biết rõ thực tại đó tức là tỉnh giác. Đó là ba cái yếu tố mà mình có thể làm sử dụng trong toàn bộ cái đời sống tu hành của mình, trừ khi lúc ngủ thôi. Còn khi mà mình còn thức, mình bữa sáng mình thức dậy cho đến khi mình đi ngủ thì luôn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là luôn là trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái thực tại đang là. Thì khi mà mình thường trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là đó, thì nó có hai cái hiệu ứng. Cái hiệu ứng thứ nhất là để giúp cho cái tâm mình không có bị phóng ra bên ngoài. Mà cái tâm của mình thường là hay vòng đồng đó, người ta gọi là vòng đồng ấy, là ảo tưởng tham vọng gì đó, là lúc đó là cái tâm nó không nó đi lang thang ở đâu mất. Mà khi lang thang ở đâu mất á, thì tâm nó không được là an tịnh, mà lúc đó là tâm tán loạn. Và cái thứ hai đó là nhờ cái tâm an tịnh ấy, là trở về với thực tại đó mà rõ biết thực tại, tức là mình, nếu mà mình mà không biết rõ thực tại, không thấy rõ thực tại, đó chính là vô minh. Và khi mà mình thấy rõ thực tại đó là minh. Và có hai cái yếu tố, đó là định và tuệ. Định và tuệ tức là thanh tịnh và trong sáng. Cái tâm của mình á, nó có hai cái yếu tố, đó là thanh tịnh và trong sáng. Cái một cái vị mà hoàn toàn giác ngộ đó được gọi là lượng túc tôn, tức là cái bậc mà có được hai cái yếu tố đầy đủ, gọi đó là cái thanh tịnh và trong sáng. Hai cái đức đó là thanh tịnh và trong sáng. Thì cái thực ra là cái tâm của mọi người đó, nó vốn là thanh tịnh trong sáng. Đức Phật ngài gọi cái tâm đó là cái Pavasara Chitta, đó là cái tâm nó vốn là thanh tịnh trong sáng. Khi mình ngồi không mà tâm không có bị buông lung phóng dật, không thất niệm và không có mất cái sự trong sáng đó, thì cái tâm nó vốn là rất là bình, rất là trong sáng. Cái tâm mình đó là nó vốn là trong sáng. Cái trong sáng là như thế này: khi có cái gì thì mình thấy ngay, khi có cái tiếng gì thì mình nghe ngay, có cái mùi gì thì mình đều là biết lên ngay. Thì cái tâm đó, nếu mà mình đừng có để cho cái bị chi phối bởi bất kỳ một cái gì khác đó, thì lúc đó là
trong thấy, trong nghe, trong ngửi, trong nếm, trong xúc chạm và trong biết đều là trung thực. À, thì cái mà thấy biết trung thực đó chính là tỉnh giác, hay là hay gọi là chánh kiến. Trong ba cái yếu tố mà tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác á, thì tinh tấn là chánh tinh tấn, chánh niệm là chánh niệm, và tỉnh giác ở đây chính là chánh kiến. Tức là cái qua mắt tai mũi lưỡi thân ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc pháp đều là thấy nghe một cách trung thực, thấy biết một cách trung thực. Thấy rất trung thực tức là thấy cái pháp đó như nó là. Ví dụ như là mình thấy đi như nó là, ngồi như nó là, hay làm tất cả mọi cái động tác của thân, của thọ, của tâm, của pháp đều như nó là, chứ không phải là như mình tưởng tượng hay là mình suy đoán. Mình có những cái ảo tượng về thân, ảo tượng về thọ, ảo tượng về tâm, ảo tượng về pháp chẳng hạn, thì mình không bị những cái ảo tượng đó chi phối mà luôn là soi sáng. Cho nên á, cái thiền mà Vipassana đó thì thầy dịch là thiền soi sáng thực tại. Thay vì là mình dịch là minh sát, là dịch là thiền tuệ, thực ra là mình nói là thiền tuệ thì nó cũng phải là thiền tuệ không, mà trong cái thiền đó là nó có ba yếu tố là giới định tuệ rồi, chẳng phải là chỉ có thiền tuệ không. Cho nên mình gọi đó là phân ra thiền tuệ và thiền định, nó cũng đúng. Mà trong cái thiền định thì có thể là định riêng, nhưng mà thiền tuệ đó, thiền tuệ ở đây là thiền Vipassana thì không phải là chỉ có tuệ thôi, mà trong đó nó phải có đầy đủ giới định tuệ. Có đầy đủ giới định tuệ thì mới gọi là thiền Vipassana. Thì cái giới định tuệ này đó giúp soi sáng lại tất cả mọi cái hoạt động của thân, của thọ, của tâm, của pháp. Cho nên mình có thể gọi đó là cái thiền soi sáng cái thực tại. Thực tại đó chính là thân, thọ, tâm, pháp. Thì mình luôn soi sáng cái thực tại. Trong tất thực tại này ấy, là thực tại tự nhiên trong mọi hoạt động đời sống hàng ngày của mình đó. Thì trong đó, đó ví dụ như trong một cái tu viện thì có cái giờ tụng kinh, có giờ thức dậy, giờ tụng kinh, rồi giờ ăn sáng, giờ lao tác, giờ là dùng đồ. Đại khái vậy, tức là có những cái sinh hoạt của cái một cái đời sống hàng ngày đó, thì tất cả những cái sinh hoạt đó đều là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác trong mọi sinh hoạt, không phải là chờ cái sinh hoạt tụng kinh đấy là cái sinh hoạt là ngồi thiền, mà là trong tất cả các sinh hoạt như là đi tắm hay là rửa mặt hay là ăn cơm, quét nhà, làm tất cả mọi cái động tác đều là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, tức là trở về trọn vẹn tỉnh thức với cái thực tại thân thọ tâm pháp đang làm. Đó chính là cái nội dung tu hành của tất cả cái pháp hành này. Đó là cái cốt lõi của tất cả các cái pháp hành. Vì qua cái pháp hành đó, đó thì lúc đó mình mới là thực sự cái mục đích của cái pháp hành đó để làm gì. Mục đích của cuối cùng của cái pháp hành đó là để chúng ta phát hiện ra trong tất cả mọi cái hoạt động đời sống hàng ngày của mình, đối với thân hay đối với thọ, đối với tâm hay đối với pháp, thì điều gì, cái điều gì, tức điều gì ở đây tức là nhận thức và hành vi gì trong cái hoạt động đó, đó thì nhận thức và hành vi nào thì đưa đến phiền não khổ đau, và cái nhận thức và hành vi thế nào thì không đưa đến phiền não khổ đau hay là đưa đến giác ngộ giải thoát đó. Thì làm thế nào mà bắt đầu thì mình tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác với tất cả những cái hoạt động của thân, thọ, tâm, pháp. Thế cái mục đích để mình nhìn lại cái thân, thọ, tâm, pháp để mình loại trừ ra những cái ảo tượng, ảo giác, những cái khái niệm
những cái tư tưởng, những quan niệm hay là những cái thành kiến, hay là thậm chí là những cái kiến thức sách vở, làm cho mình không thấy được sự thật một cách như nó là, thì mình loại bỏ hết tất cả những cái đó. Thậm chí là cả những cái pháp học kinh điển cũng lúc đó cũng không cần đến nữa, vì cái pháp học mà kinh điển đó nó chỉ giúp cho mình chỉ đường cho mình để mình thấy ra cái thực tại đang là thôi. Mà khi mình đã bắt đầu mà tiếp xúc với cái thực tại đang là đó đấy, phải quên đi hết tất cả mọi cái kiến thức đi, bởi vì lúc đó nếu mà mình để kiến thức xen vào mà để gán cái kiến thức đó vào trong cái thực tại đó, thì lúc đó là mình lại bị khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm chi phối rồi. Bởi vì đó, lúc đó mình không thấy cái thực đúng như thực tánh của nó, đúng với cái mà trong dịch lý người ta gọi là thời, vị và tính. Thời tức là bây giờ, vị là tại đây, và tính là như nó đang là. Có thể mình không biết nó là cái gì, không biết nó là cái gì, nhưng mà mình biết rõ cái sự sinh diệt của một cái pháp, mà pháp đó là thân hay là thọ hay tâm hay pháp, một cách rõ ràng minh bạch. Thì trong đời sống, cái người nào mà biết tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với những cái hành động nhỏ nhặt nhất của mình trong đời sống, đừng có nghĩ là mình ngứa rồi mình gãi thôi ấy, là cái ngứa rồi mình gãi cho xong cái đã, rồi khi đó mình mới là trở lại cái đề mục tu hành. Không phải vậy, mà là chính cái lúc mình gãi ngứa đó cũng là đề mục tu hành, đó cũng là sự tu hành. Đó là gần tất cả mọi cái hoạt động trong đời sống của mình đó, đều là cái đối tượng của sự tu tập cả, mà đối tượng của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cả. Cho nên Đức Phật Ngài mới là thay vì nói là thần thông hay là vi diệu pháp hay là gì đó khổ hành hay là gì đó, thì Đức Phật Ngài nói là cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác trước mặt. Trước mặt ở đây tức là thường hay là trọn vẹn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác với tất cả những cái hoạt động nhỏ nhặt nhất. Mình thì mình rất là xem thường những cái hoạt động nhỏ nhặt, mà khi mình xem thường những hoạt động nhỏ nhặt á, có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình để cái hoạt động nhỏ nhặt đó vào trong cái vùng mù. Vùng mù tức là cái vùng mà thiếu chánh niệm tỉnh giác, cái vùng mù tức là thiếu cái vùng vô minh. Có những cái lúc mình đi mà mình không biết mình đi, có những lúc mình ăn mà mình không biết mình ăn, mình cái lý do vì sao mà mình không biết mình đang ăn, lý do vì sao mình không biết mình đang đi hay đang thở, là bởi vì tâm của mình đó là buông lung, phóng dật, thất niệm và mất tỉnh giác. Đơn giản là vậy thôi. Cho nên là đừng khinh thường những cái việc nhỏ nhặt trong đời sống, đều là đặt trong cái tình trạng là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hay là trở về tròn vẹn tỉnh thức với cái thực tại đang làm. Có đôi lúc là thầy nói là thần trọng chú tâm quan sát. Cái điều này nó ứng dụng được cho tất cả mọi hoạt động của đời sống của mình. Nhưng mà tất nhiên là không phải là cứ mà cố mà lúc nào cũng phải thần trọng chú tâm quan sát. Cái thần trọng chú tâm quan sát nó sẽ tự ứng ra. Nó sẽ tự ứng ra trong cái mỗi công việc. Thí dụ như bây giờ thầy muốn uống nước thì đương nhiên là phải thần trọng chú tâm quan sát để cầm ly nước lên uống. Uống xong, khi uống cũng là thần trọng chú tâm quan sát, và khi để cái ly xuống trở lại cũng là thần trọng chú tâm quan sát. Mọi hoạt động nhỏ nhặt như vậy đấy đều thần trọng chú tâm quan sát, hay là đều trở về tròn vẹn tỉnh thức. Chỉ đến một cái lúc đó, cái tâm mình nó sẽ, lúc đầu thì nó rất khó khăn, mà đến một lúc nào đó thì mình mới phát hiện ra là cái phát hiện này rất quan trọng. Đó là phát hiện ra rằng là té ra có một cái lúc nào đó mà mình không hoàn toàn không cố gắng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác gì cả, mà mọi thứ đều là diễn ra một cách rõ ràng minh bạch,
Lúc đó mình mới phát hiện ra được một điều là té ra cái tâm của mình đó, nếu không bị cái gì che lấp, không bị cái gì trói buộc thì nó là rất sáng suốt, định tịnh, thông lành. À, có một lúc nào đó mà chúng ta không còn bị cái gì chi phối được cả, và cái tâm hoàn toàn trong sáng, và thấy tất cả mọi việc xảy ra đều là rõ ràng minh bạch, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy rằng là, tức là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh. À, khi tâm mà thanh tịnh trong sáng thì thấy thấy tất cả mọi thứ gì cũng đều thanh tịnh trong sáng cả. À, thì lúc đó đó mình mới phát hiện ra một điều thế này. Thì ra là cái tâm mình đúng như Đức Phật ngài nói, cái tâm vốn là Vipassara Citta, tức là nó là một cái tâm chói sáng, rất là sáng suốt. Động cái gì là mình có thể nghe liền, có thể thấy liền, có thể biết liền. Nhưng mà chỉ bởi vì do cái khái niệm, cái tư tưởng, cái quan niệm của mình luôn là nó chỉ cứ che mờ mình đi, cho nên mình thấy là thấy qua khái niệm, thấy qua tư tưởng, thấy ra qua quan niệm, chứ không phải là thấy phản ánh sự thật đúng như nó là. À, cho nên thầy mới thường nói là nó có hai cái có hai cái thấy biết. Một cái loại thấy biết đó, là thấy biết pháp như nó đang là, và hai là tưởng là, cho là, muốn phải là, mong sẽ là, theo cái vô minh ái dục của bạn ạ. Còn nếu như mà tâm mình mà rộng lành trong sáng á, thì sẽ phản ánh tất cả mọi thứ đều là sáng, qua cái tâm sáng suốt, định tịnh, trong lành thì sẽ phản ánh trung thực tất cả các pháp như nó là. Thì cái đây là cái tâm này đó, Đức Phật ngài gọi là Yatha Phuta Jnana Dasana, tức là cái thấy biết hoàn toàn là thanh tịnh trong sáng, để thấy phản ánh tất cả các pháp như nó là. Thì nhắc lại là cái quan trọng chính là mình thường chánh niệm tỉnh giác như vậy trong toàn bộ cái sinh hoạt, dù là sinh hoạt nhỏ nhặt nhất, chứ đừng có xem thường những cái sinh hoạt nhỏ nhặt. Và cái hiệu quả của nó rất là tốt, bởi vì có nhiều người nói là con sân nhiều quá, con tham nhiều quá, con thế này thế kia nhiều quá, và mình á, rồi mình khi mà tham sân như vậy, rồi mình cố gắng tìm cách này tìm cách kia, rồi thậm chí là mình muốn đi vào các trường thiền để ngồi thiền để mà làm sao để tôi hết tham hết sân. Nhưng mà như vậy á, là sai lầm. Thực ra đó là khi mà mình sáng suốt tỉnh thức trong từng những cái sinh hoạt nhỏ nhặt nhất trong đời sống đó, thì mình sẽ phát hiện ra là trước đây mình rất sân, nhưng mà bây giờ thì sân là rất ít. Trước đây mình rất tham, bây giờ tham rất ít. À, trước đây là mình bị dao động bởi những cái bên ngoài, thì bây giờ mình rất ít bị dao động bởi những cái bên ngoài. Những cái khen, cái chê, cái thành bài, vui khổ gì đó bên ngoài nó không còn ảnh hưởng đến mình nhiều. À, tức là cái đồ mà thanh tịnh trong sáng đó, ngày càng phát huy, tức là phát huy cái trí tuệ và đạo đức trong khi mình hoạt động những cái hoạt động bình thường nhỏ nhặt trong đời sống. À, chẳng phải là đời khi mà sân nổi lên thật nhiều rồi, khi đó mình mới là cố gắng dùng tâm từ để mà cố mà niệm tâm từ để mà dẹp tâm sân. Bởi vì khi mà mình đã nổi sân lên nhiều rồi thì cái bản ngã nó quá cao, rồi mình lại muốn là dẹp cái sân đi để mà cái tâm từ cho nhiều ấy, thì lúc đó là cái tâm từ đó cũng là cái tâm từ của bản ngã thôi. Còn nếu mà mình chánh niệm tỉnh giác ấy, thì mình sẽ thấy được. Và cái thấy mà cuối cùng mà như hồi nãy thầy nói, cái thấy mà cuối cùng là thấy ra được cái nhận thức và hành vi nào thì đưa đến phiền não khổ đau, và nhận thức và hành vi nào thì không đưa đến phiền não khổ đau.
Mà điều đó mình phải thấy rõ trong từng cái sinh hoạt hàng ngày của mình, trong cái hành động, nói năng, suy nghĩ của mình. Chứ không phải là đời là mình phải ngồi thiền có thật nhiều, hay là đời mình phải có những cái biện pháp nào đó, phương pháp nào đó cho thật dữ dội, thì cái đó mình mới là mà tu tập. Mà nếu cái có thầy mới có một cái ví dụ đơn giản là thế này: nếu mình sống trong đời sống hàng ngày đó, mình ăn cái kẹo, mình vứt cái vỏ xuống, mình ăn trái chuối vứt cái vỏ xuống, mình uống nước xong đó mình đổ ra, tức là mình cả ngày mình cứ sống bừa bãi như vậy. Xong rồi tới chiều rồi mình mới định ra là tới 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều rồi mình đi quét. Thì cái việc mà mình cứ cố gắng mà tới 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều mình ngồi tu, còn cả ngày thì mình cứ để tâm buông lung phóng dật, thì cái đó là cực kỳ sai lầm. Bởi vì nếu như mà trong đời sống hàng ngày của mình mà lúc nào mình cũng tinh tấn chánh niệm tỉnh giác á, thì cũng giống như là thay vì mình ăn cái kẹo mình vứt cái kẹo, thì mình lại là bỏ cái kẹo vào trong túi, hoặc bỏ cái vỏ trong túi, hoặc là đến cái giỏ rác mình để vô đàng hoàng, vỏ chuối mình cũng để vô đàng hoàng, nước mình cũng phải đổ chỗ nào đàng hoàng. Thì lúc đó mình không cần phải tới 6 đến 7 giờ chiều được đi ngồi đi quét dọn được. Cái tâm mình cũng vậy, nếu mà mình mà thường trong đời sống hàng ngày mà mình cứ thường tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thì mình sẽ khỏi phải ngồi thiền, mà là đi đứng nằm ngồi gì cũng đều thiền. Khi mà thầy qua bên Canada đó, thì có một vào dạng trong một cái thiền viện, thì các thiền sinh hỏi, khi mà nghe dạng đó, các thiền sinh hỏi, tại vì họ là cứ ngày nào cũng ngồi thiền, gần như ngồi thiền và đi kinh hành thôi, trong suốt cả ngày là cứ ngồi thiền và đi kinh hành, ngồi thiền và đi kinh hành, ngoài trừ ra cái giờ đi ăn cơm hay là cái giờ mà đi vệ sinh rồi gì chẳng hạn đó, thì ngoài ra cứ là ngồi thiền và hành thiền thôi. Nhưng mà thực ra là vì vậy cho nên khi mà thầy nói là mình sẽ tu trong tất cả những cái hoạt động nhỏ nhặt nhất, bình thường, tự nhiên trong đời sống hàng ngày, thì họ hỏi là như vậy thì nếu mà mình mà luôn chánh niệm tỉnh giác trong mọi cái sinh hoạt hàng ngày như vậy thì có cần ngồi thiền không? Thì thầy trả lời là hoàn toàn không cần. Nhưng mà sau khi mà nói là hoàn toàn không cần ngồi thiền rồi á, thì lại là để một lát cho mọi người ngạc nhiên rồi, khi đó thầy mới nói rằng là nhưng mà thiền trong bất cứ khi nào ngồi, không cần ngồi thiền, nhưng mà thiền bất cứ khi nào ngồi, tức là khi ngồi thiền mình cũng là thiền, mà khi không ngồi, mà khi mình ngồi ngoài cái ghế đá chơi cũng vẫn là thiền, hay là mình ngồi trên xe buýt mình cũng vẫn thiền, chứ đâu phải là đời là phải khi nào mà ngồi trong chánh điện mới là thiền. Mà bây giờ quy định của chùa là từ bây giờ đến ngồi thì vào đó mình cũng ngồi, mình cũng thiền đó. Nhưng mà khi nào ngồi mình cũng thiền, mà khi nào đi cũng thiền, khi nào đứng cũng thiền, khi nào ăn cũng thiền, khi nào làm gì cũng đều thiền, chứ không phải là chỉ có ngồi thiền đó. Cho nên mình nói là không ngồi thiền, nhưng mà thiền bất cứ khi nào ngồi. Thì mà đó là tại vì mình cứ đặt cái ngồi nó quan trọng, chứ thật ra là đi đứng nằm ngồi và tất cả mọi sinh hoạt, như hồi nãy nói là mình gạ ngứa cũng là thiền, chứ sao mình để loại cái gạ ngứa ra khỏi thiền là sao? Ăn cũng là thiền, sao mình lại loại cái ăn ra khỏi thiền mà chỉ là ngồi không thôi? Cho nên là thiền là có thể nói là thường soi sáng lại tất cả mọi cái sinh hoạt của cái thân thọ tâm pháp. Nhưng mà có một cái điều quan trọng đó là cái thân thọ tâm pháp đó phải là trong điều kiện tự nhiên, tức là các cái đối tượng mà tu tập của mình đó là nó tự đến tự đi, và chính vì vậy cho nên mình chỉ quan sát cái đến đi của các đối tượng, chứ không phải là mình
cố nắm bắt đối tượng hay là mình cố đặt ra một đối tượng để mà tu, mà là đối tượng nó sẽ tự đến đi. Đó. Ví dụ như là có khát nước thì cái lúc đó mình mới biết là khát nước, rồi muốn uống nước thì biết là muốn uống nước, rồi mới đưa tay ra cầm ly nước mới biết đưa tay cầm ly nước, đưa lên uống thì mới biết đưa lên uống, nuốt biết là nuốt, để xuống biết là để xuống. Thì như vậy thì cái việc này là tự nhiên. Thí dụ như bây giờ mình đi ra ngoài đường, tự nhiên có người họ bất thình lình cái họ tới họ chỉ mình họ chửi, thì lúc đó mình mới là xem thử là mình có nhận nại được hay không. Chứ bây giờ mình nói rằng này anh tới anh chửi tôi một vài tiếng và anh chửi tôi đi để xem được tôi có nhận nại không, thì không được, phải không? Bây giờ mình nói là anh tới chửi tôi để xem tôi có nhận nại không, thì lúc đó là ông chửi mấy mình cũng nhận nại được hết trơn, tại vì mình đặt ra mà. Chứ bây giờ mình đang đi mà tự nhiên người ta chửi mình một cái mà mình nhận nại được á, thì lúc đó mới là thật sự là nhận nại đó. Cho nên nếu mà mình đã đặt ra cái đối tượng để mà mình tu đó, thì lúc đó là nó quá dễ. Nhưng mà cái dễ đó là dễ ảo, nó không phải là thực. Nó khi nào mà cái đối tượng đó nó tự đến kia. Cho nên mình trong cái đối tượng tu hành đó, mình không chọn thân, cũng không chọn thọ, cũng không chọn tâm, không chọn pháp, mà là thân đang thế nào thì mình thấy như vậy, thọ đang thế nào thì mình thấy như vậy, tâm đang thế nào thì mình thấy như vậy, pháp đang thế nào mình thấy như vậy. Chứ không phải là mình chọn một cái thân hay chọn thọ hay chọn thân hay chọn pháp. Nhưng mà cái lúc đầu á, lúc đầu là cái vị thiền sư người ta muốn để cho mình biết cái thực sự, để cho mình trải nghiệm cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác như thế nào đó. Có thể là người ta bày đặt ra cho mình một cái cách để cho mình qua đó mà mình nhận ra được thì ta bây giờ biết rồi, biết tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thế nào rồi. Thì khi mà họ biết là thế nào rồi cái hết, thì bây giờ là lúc đó họ sẽ là họ sẽ tu tập trong tất cả mọi hoạt động mà không cần phải qua một cái trò nửa nào nữa cả. Thí dụ như là ngày hôm qua đó, thì thầy thấy là mấy sư mấy cô mấy Phật tử ở trong chùa đó, bữa chiều lại thì thấy là mỗi người bưng một cái chén nước và đi kinh hành quanh cái chánh điện này. Đó cũng là một cách hay, cái thay đèn chi đó để cho cái người đó bưng cái chén nước mà để mà phải thần trọng chú tâm quan sát trong từng bước đi, phải tròn vẹn tỉnh thức, còn nếu không á là nó đổ. Thì qua cái việc làm đó mình biết biết rồi, thì là thần trọng chú tâm quan sát là thế nào, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là thế nào, trở về tròn vẹn tỉnh thức là thế nào, hay là sáng suốt định tĩnh trong lành là thế nào. Và khi mà phát hiện ra là nhưng mà thực ra là nếu mà lúc đầu thì mình phải hết sức thần trọng chú tâm quan sát, nhưng đến lúc sau mình mới phát hiện ra là mình bưng nhưng mà mình mà tâm mình rất là bình thản và sáng suốt định tĩnh trong lành, rất là bình thản, thì lại là cũng dễ hơn là cả cái lúc mà mình quá cố gắng. Dần dần mình mới điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của mình lại cho nó đúng thực sự cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là gì đó. Và cái mục đích của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác đó là gì, thực ra cũng phải là để cho nước đổ hay không đổ, mà thực ra là để cho cái tâm mình nó có đủ cái tròn vẹn tỉnh thức với cái hiện tại đó. Và cái khi mà mình tròn vẹn tỉnh thức với hiện tại đến một mức độ chín muồi thì mình sẽ thấy ra đâu là nguyên nhân đưa đến phiền não khổ đau và đâu là nguyên nhân đưa đến giác ngộ giải thoát. Đó chính là cái cuối cùng mà mọi người thấy ở trong mỗi cái khoảnh khắc đời sống của chính mình. Bây giờ không biết là bây giờ rồi. Bây giờ 3:30. Mấy? Mới 3 giờ. 3 giờ thì bây giờ để cho các sư, các cô hay là các Phật tử
muốn hỏi gì á thì đặt câu hỏi trong vòng nửa giờ nữa, bởi vì sau đó thì mình sẽ còn có tiếp khách. Cho nên bây giờ thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ, quý sư hay là quý cô và quý Phật tử, thiền nam tín nữ, ai muốn đặt câu hỏi gì trong pháp hành thì đặt câu hỏi. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì con được thầy thuyết giảng về sở chánh niệm tỉnh giác. Thì con thấy sự chánh niệm tỉnh giác nó rất là quan trọng. Nhưng mà vì con sống trong thực tại thì xung quanh thì tất cả là cả pháp. Thì như vậy khi cả pháp nó tới thì có phải làm sao để con giữ được cái chánh niệm tỉnh giác của mình? Và thứ hai là giống như con là một người cư sĩ thì con đi làm việc, thì nếu con sống trong chánh niệm tỉnh giác thì con sẽ tự quản bản thân mình trong những hành động của mình. Như vậy thì quá trình đó con làm việc nó sẽ bị chậm lại, thì vì con vừa làm việc và con vừa quan sát những hành động của mình thì chắc chắn nó sẽ chậm và nó sẽ ảnh hưởng đến cái hiệu suất công việc của con. Giả sử con đang phục vụ khách hàng thì người ta cần sự gấp gáp, thì có thể nào mà giả sử con nhiều con vừa làm trong sự chánh niệm tỉnh giác thì nó sẽ chậm và sẽ ảnh hưởng đến cái thời gian của người khác. Thì con có hai câu hỏi như vậy thì con rất mong thầy chỉ dạy cho con. Cái này thì nó lại hoàn toàn ngược lại. Nó lại hoàn toàn ngược lại. Thí dụ như một người mà tâm sáng suốt định tịnh trong lành, thì có người nói là, giả sử giờ mình bấm thuốc đi, có người nói là bán cho tôi hai cái vị aspirin, thì mình liền nhận cái đó ngay. Và mình đi lấy, mình chánh niệm tỉnh giác là mình biết cái aspirin nằm đâu, là bởi vì khi mình để cái aspirin nằm chỗ nào là mình đã biết rõ rồi. Cho nên bây giờ người ta nói cho tôi hai vị là liền lấy hai vị đưa cho người ta. Trong lúc nếu mình thiếu chánh niệm tỉnh giác á, thì mình đang nghĩ về một cái người thù. Cái thằng này mình phải là ngày mai đó, bây giờ ngày mai là mình phải thế nào mình cũng phải tới, mình phải đánh nó một trận mới được. Thì cái người đó người ta nói cho tôi hai vị aspirin, mình không nghe. Bởi vì mình đang, tâm mình đang thất niệm bất giác, cho nên mình không nghe. Như vậy thì mình không chánh niệm tỉnh giác sẽ chậm hơn rất nhiều khi có chánh niệm tỉnh giác. Tức là nói là nói ngược á. Trên thực tế đó, tức là một là nói ngược, hai là bởi vì chưa hiểu thực tế chánh niệm tỉnh giác là gì. Còn nếu mà đúng chánh niệm tỉnh giác, tức là luôn luôn trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại. Cho nên hai vị là hai vị rõ ràng, aspirin là aspirin rõ ràng, và mình khi mình để aspirin ở đâu mình cũng đã biết rõ ràng, cho nên là đi lấy ngay lập tức đưa cho hai vị liền. Và mình vì có chánh niệm tỉnh giác cho nên mình biết hai vị đó là bao nhiêu tiền liền đó. Còn nếu mình thiếu chánh niệm tỉnh giác mình không biết, không biết là hai vị bao nhiêu tiền để tôi trả lại cái đã, mất thì giờ hơn rất nhiều so với người chánh niệm tỉnh giác. Cho nên là phải xem lại cái chánh niệm tỉnh giác để coi thử ra sao. Cho người chánh niệm tỉnh giác là nó sẽ rất là rõ ràng, minh bạch và sẽ rất là nhanh, chứ không có chậm. Nhanh hơn rất nhiều so với người thiếu chánh niệm tỉnh giác. Thế, đúng không? Suy nghĩ lại tôi kể đi. Dạ, nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thưa sư, cho con hỏi là
Con biết bên Phật giáo mình có thiền định và thiền quán, thì không biết là con có nên tu thiền định trước hay không, hay là con vào thẳng thiền quán luôn? Khi mà mình chia ra thiền định và thiền quán á, thì trên lý thuyết á, là mình chia ra thiền định và thiền quán. Chứ còn trên thực tế á, là trong Phật giáo chỉ có một cái thiền duy nhất, đó là thiền có đầy đủ giới định vị, có đầy đủ bát chánh đạt, chẳng có thiền định riêng được, không có cái thiền quán riêng được, không có chuyện đó. Trên pháp học á, thì nói là thiền quán là thế này, thiền định là thế kia. Còn trên pháp hành á, thì thiền là đầy đủ giới định vị, cho nên các định và quán đều ở trong đó cả. Không thể nào mà định không, mà không thể. Ví dụ ở đây, bây giờ này, thầy lấy một ví dụ nghe. Bây giờ thầy đang cầm cái ly nước lên, thì cầm cái ly nước mà không để cho nó đổ, không gây ra tai hại, thì đó là giới. Và tâm không tán loạn, tâm không bị cái bên ngoài chi phối, cho nên tâm đang tròn vẹn với cái việc cầm ly nước, cái nước, và biết rõ là mình đang cầm, thì trong đó đó là có đầy đủ giới định tuệ trong đó rồi. Không thể nào mà khi mình đang đi trên đường mà mình chỉ định không được, nếu mà chỉ định không đứng lại đứng im luôn, không thể đi được nữa. Mà cũng không thể nào là chỉ giới không được, bởi vì lúc đó phải sáng suốt biết rõ mình đi, thì khi đó mình mới biết là mình đi vững vàng, đúng tốt. Thì như vậy đó là giới cũng cần định và tuệ, định cũng cần giới và tuệ, và tuệ cũng cần giới và định. Cho nên đó, trong Phật giáo là chỉ có tu giới định tuệ, chứ không có cái tu thiền định không, và cũng không có tu thiền quán không. Đó là trên lý thuyết. Còn trên thực hành thực sự đó, là nếu mà tu thiền định không á, thì nó ra thiền ngoại đạo. Mà tu thiền quán không á, thì nó coi chừng trở thành bị lý trí. Lý trí ngồi mà cứ quán, quán thế này cái kia rồi là lý trí. Quán thì phải có định, thì khi đó cái quán nó mới là soi sáng thật sự. Bây giờ cái giới định tuệ nó giống như thế này. Giả sử như trên này nó có một cái lỗ bị dột. Bây giờ mình mới cầm cái đèn pin, mình mới xoay lên, mình mới xoay lên. Thì khi mình cầm cái đèn pin vững, đó là định. Và cái đèn pin này nó xoay, nó phải tròn vẹn với cái chỗ mà bị lục đó, gọi là định. Và mình sáng suốt biết là chỗ này bị lục như to nhỏ như thế nào, đó là tuệ. Không thể nào mà chỉ có định không mà làm được, không thể nào chỉ có giới không mà làm được, không thể nào chỉ có tuệ không mà làm được, mà là phải bất kỳ một cái gì trong đời sống tu tập đều phải có cả giới định tuệ. Không có một cái việc làm nào mà tròn vẹn tốt đẹp mà không có giới định tuệ cả. Và nói rộng ra là nó có cả bát chánh đạo luôn, chứ không phải là chỉ có giới định tuệ không. Bởi vì thực ra trong bát chánh đạo là nó cũng có hai mặt, hai phần. Một phần là nhận thức và một phần là hành vi. Phần nhận thức đó là chánh kiến, chánh tư duy. Và phần hành vi về thân đó là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Và hành vi về tâm đó là chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Vì vậy cho nên thực tế là trong hoạt động của đời sống nó luôn có nhận thức và hành vi. Mà hành vi đó thì là giới. Và nhận thức là định và tuệ. Cho nên là tu tập là phải có đầy đủ giới định tuệ, chứ đừng có tách riêng ra để mà tu. Còn ai hỏi nữa? Hết rồi hả? Mấy Phật tử hỏi không? Không thấy mấy sư hỏi.
mấy cô hỏi, bên nữ chưa hỏi. Nếu không ai hỏi thì dạ thưa sư, cho con hỏi là tại vì trong cuộc sống của con có nhiều những cái mà bất như ý, làm con phiền não và buồn rất là nhiều, và con thường bị những cái phiền não của mình ảnh hưởng đến công việc, và thậm chí là con không thể làm được những cái việc gì một cách trọn vẹn. Và mặc dù là con đã có rất là nhiều, tức là con vừa việc là cuộc đời là vô thường này nọ, con cũng cố gắng để mà làm cho tinh thần của mình tích cực lên, nhưng rồi những cái nỗi buồn phiền đó vẫn lại đến, thì con không biết là con phải quản như thế nào hoặc là làm gì để mà con có thể sống một cách chánh niệm như sư dạy ạ. Thì trước hết là con phải hiểu cái chữ quán. Quán không có nghĩa là mình suy nghĩ theo cái sách vở, kể cả đó là lời Phật dạy, thí dụ như là Phật dạy là vô thường, khổ, vô ngã gì đó. Rồi bây giờ mình cứ ngồi mà quán vô thường, khổ, vô ngã là cái đó gọi là, thực ra là mình quán theo quan niệm, quán theo lý trí, chứ không phải là quán. Quán là soi thấy, quán có nghĩa là soi thấy. Soi thấy cho nên ấy, bây giờ thế này, thí dụ như cụ thể là con đang tâm tán loạn đi, cho nên con nói là không có tập trung vào công việc được, không có tròn vẹn với công việc được, lúc đó là tâm tán loạn đi. Mà cái tâm tán loạn đó nó có thể là toàn tán loạn do sân, tán loạn do tham, tán loạn do sợ hãi, tán loạn do buồn phiền, tức là rất nhiều thứ. Nhưng mà bây giờ cái thứ đó là thứ gì mà nó đang đến đó này, cái quan trọng là cái thứ gì nó đang đến đó. Thí dụ như bây giờ con đang buồn phiền đấy, thì đơn giản, rất là đơn giản là con chỉ cần là lắng nghe lại hay là cảm nhận lại cái buồn phiền đó, thì lúc đó con sẽ thấy rằng là cái buồn phiền nó sẽ lắng dịu liền. Thậm chí là nó hết liền, nó không còn buồn phiền nữa. Và vậy là xong rồi đó. Tức là nếu mà con không còn buồn phiền đó, tức là tâm con đang sáng suốt, định tĩnh trong lành. Và lúc đó đó, con cầm cái ly thì con biết là mình cầm cái ly, tròn vẹn biết là mình đang cầm cái ly. Để cái ly xuống thì biết là đang để đi xuống. Bước đi thì biết là bước tới, bước lui thì biết là bước lui. Đưa tay gãi cái đầu là biết đưa tay gãi cái đầu. Thì lúc đó con vẫn là, lúc đó chính là con đang tập trở về tròn vẹn với cái thực tại đang làm. Tán loạn có nghĩa là gì? Tâm tán loạn có nghĩa là tâm mất đi cái sự tròn vẹn với thực tại. Thế bây giờ con tập sống tròn vẹn với thực tại, tập sống tròn vẹn với cái đi, sống tròn vẹn với cái khi ngồi ăn, sống tròn vẹn với bất kỳ việc làm. Ví dụ như con nấu cơm thì tại sao khi vo gạo lại không tròn vẹn với việc vo gạo, không cảm nhận cái việc vo gạo đó một cách rõ ràng đó. Khi mình vo xong rồi mình chắc nước ra, mình cũng thấy chắc nước ra, mình đổ cái nước nó vào đâu, đổ vô trong một cái thau để mà lấy nước đó cho heo ăn chẳng hạn. Thế thì tại sao mình không làm tất cả những cái đó một cách tròn vẹn được? Hồi nãy là thầy nói là mình phải tròn vẹn trong từng những việc nhỏ nhặt nhất của trong đời sống. Khi mà, cho nên hồi nãy có nói đó, tức là cái hiệu ứng mà khi mình tròn vẹn với cái hiện tại đó, là nó sẽ giảm bớt đi trong mình rất nhiều cái mà lo lắng, sợ hãi, buồn phiền gì đó.
tham sân gì đó là nó sẽ giảm đi rất nhiều. Và lúc đó nó đưa cái tâm trở về trọn vẹn với cái hiện tại. Và thực ra giá trị của đời sống chính là ở chỗ mình trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại ở mức độ nào. Hay là nói một cách khác là mình có thực sự sống hay không. Bởi vì Đức Phật Ngài dạy như thế này: một người dù sống 100 năm nhưng mà không trọn vẹn tỉnh thức, không chánh niệm tỉnh giác, thì người đó cũng như là chết, cũng như là sống mà sống với một cái xác chết. Nhưng mà cái người mà trong một khoảnh khắc mà trọn vẹn tỉnh thức á, thì người đó mới thực sự là sống. Vậy thì tại sao mình lại không trọn vẹn tỉnh thức trong từng khoảnh khắc? Và tại sao mình cứ ngồi bất mãn? Là bởi vì thực ra là mình cứ, tất cả những cái đó đều là những cái ảo vọng bên ngoài cả. Mình muốn như thế này nhưng nó lại không được như ý muốn của mình, cho nên mình mới nổi sân lên. Rồi mình không được như ý muốn, mình mới sinh ra buồn phiền đó. Hay là mình muốn như ý muốn của mình mà sợ không như ý muốn của mình, cho nên mình mới sinh ra là lo lắng. Thì tất cả những cái đó đều là bởi vì do mình thiếu trọn vẹn tỉnh thức với cái đang làm. Bây giờ con cứ thử tập đi. Bữa sáng ngủ dậy, mở mắt ra, mình biết là mình đang mở mắt ra như thế này, mình như thế nào, có cảm giác như gì. Rồi ngồi dậy, mình đang ngồi dậy như thế nào, để chân xuống để mà tìm cái đôi dép, mang đôi dép vào, cảm giác, cảm nhận như thế nào. Rồi bước đứng dậy, bước đi như thế nào, điều mình sợ biết hết. Thì đó chính là mình đang tập trở về còn đời tỉnh thức với hiện tại. Đó. Và con cứ tập như vậy. Chứ đừng có ngồi một quán. Cái quán theo nghĩa là con cứ suy nghĩ về thế này, suy nghĩ về thế kia, thì cái đó nó càng làm cho tâm con loạn thêm. Bỏ hết, buông hết tất cả những cái đó để mà trọn vẹn tỉnh thức với cái hiện tại thì mới được. Phải sống trong từng khoảnh khắc, bởi vì thực ra mình chỉ thực sự sống trong khoảnh khắc đang là thôi. Cái quá khứ thì nó đã qua rồi, tương lai thì nó chưa đến. Chỉ có cái mình chỉ thực sự sống trong cái giây phút hiện tại, hay là cái khoảnh khắc đang là thôi. Nếu mình đánh mất cái khoảnh khắc đang là, cũng chính là mình đánh mất sự sống của mình. Đó. Cho nên cái giá trị của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là rất cao, và thậm chí Đức Phật Ngài nói đó là con đường duy nhất đưa đến giác ngộ giải thoát. Giác ngộ giải thoát đấy đừng có nghĩ là thành Phật hay là thành thánh gì hết ấy. Giác ngộ giải thoát tức là giác ngộ là sáng suốt thấy ra cái đang làm, và giải thoát ra khỏi những ảo tưởng về cái đang làm đó. Đó là giác ngộ giải thoát thôi, chẳng phải đừng nghĩ giác ngộ giải thoát là thành cái gì cả. Đó. Thí dụ như cái sợi dây mà con thấy là sợi dây thì đã không sao hết. Nhưng mà nếu mà con ảo tưởng con thấy đó là cái con rắn thì nó mới sinh ra sợ hãi, lo lắng, buồn phiền gì đủ thứ. Đó. Cho nên là đơn giản là trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại, chứ không phải là thành cái gì cả. Và cái độ trọn vẹn tỉnh thức 100% thì là A-la-hán, là Phật. 50% thì là A-la-hàm. 30% thì là tu đạo rồi. Vậy thôi. Chứ không phải là cái, nó là cái mức độ trọn vẹn tỉnh thức với thực tại mức độ nào. Chứ không phải là thành Phật là cái gì. Không phải là cố gắng để thành Phật là cái gì cả. Mà là độ trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại là cỡ nào. Nếu mình không hoàn toàn không trọn vẹn tỉnh thức trong hiện tại gì cả thì mình hoàn toàn sống trong vô minh ái dục. Mình có thể là mình đang sống nhưng mà sống như một con thú, mình đang sống nhưng mà sống như một cái ngạ quỷ, như là một Atula. Đó. Nhưng mà nếu như mà mình trọn vẹn tỉnh thức được 1%, tức là mình đang thực sự sống được 1%, hay là thực sự giác ngộ được 1%. Và nếu mình được 10%, tức là mình cái độ giác ngộ của mình với thực tại được 10%,
Mà nếu 100% tức là A-la-hán là Phật, chứ không phải là thành cái gì cả. Tức là cái mức độ minh và vô minh tới đâu, chứ không có phải là, không phải là thành cái gì cả. Còn cái chữ thành đó, đó là tại vì Đức Phật Ngài nói thôi. Ví dụ người này thấy người này là hết được 50% cái vô minh ái dục rồi, cho nên Đức Phật đó, người này là gọi là A-la-hán vậy thôi. Chắc thực ra là tất cả những cái sự tu tập của mình chỉ là xả ly ly tham đoạn diệt những cái sai lầm để trở lại với cái mà nó đã cái đúng, cái hoàn hảo đã sẵn có. Cho nên khi mà con hiểu được cái nguyên lý đó thì con sẽ mới biết tại sao mình cần phải trở về trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại. Và chỉ có cách trở về trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại mới là cứu con ra khỏi tất cả mọi cái phiền não khổ đau, hay là cái lo lắng sợ hãi, những cái buồn phiền. Và nếu như khi mà con đang buồn phiền thì cũng là một cách duy nhất là hãy lắng nghe, cảm nhận nó một cách trọn vẹn, tức là thấy nó đang là thế nào vậy thôi, chứ không có là tự nhiên nó sẽ hết. Nhưng mà con cứ quán rồi con cứ cố gắng làm sao để cho nó hết thì nó lại càng tăng thêm. Đó là nguyên lý như vậy. Bây giờ mình lại thấy có một vị thầy đi tới đó, không biết là có đến để báo trước hay sao đó. Thấy có một vị khác anh nghe à, còn cái sao kia. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì con cũng có câu hỏi từ đồng với bạn nữ bên cạnh, đó là khi con có một nỗi buồn hay con có một sự ham muốn về vật chất, khi con chánh niệm tỉnh giác thì lúc đó nếu con chánh niệm hoàn toàn thì chắc chắn là con sẽ không nghĩ đến những cái ham muốn, những nỗi buồn đó nữa. Nhưng mà giả sử sự chánh niệm tỉnh giác của con chỉ là 10%, như vậy là con chỉ 10%, và con sẽ bị cái nỗi buồn, cái nỗi ham muốn đó. Thì con biết con sẽ phải làm sao để cho cái nỗi buồn đó nó lặng đi, hay đó là sự ham muốn về vật chất đó nó giảm xuống. Thì con rất mong sư có thể minh giảng cho con ạ. Được 10% rồi phải không? Không, thì thầy cũng nói là bây giờ được 10% rồi đó. Vậy thì bây giờ 10,001%, rồi 10,002%, rồi 10,003%, rồi 11%, rồi 11,0001%, cứ vậy thôi, chứ đâu có cách nào khác, không có cách nào khác cả. Có hiểu ý thầy nói không? Chứ sao giờ? Chứ đâu có cách nào khác đâu. Chứ mình là cái mức độ của mình, ví dụ như bây giờ một cái em học sinh đang học lớp 1 và chỉ có điều duy nhất là em đó tròn vẹn học bài lớp 1 của mình. Mà khi lớp 1 xong thì nó sẽ lên lớp 2. Cho bây giờ mình nói là sao cứ học mà cứ ngang lớp 1 hoài mà sao chưa lên tiến sĩ. Sao vậy được? Mình ngồi mà mơ mộng tiến sĩ đó là càng sai nữa. Hay là mơ mộng lớp 2 không thôi cũng đã sai rồi. Bây giờ đang là bài toán thì phải tròn vẹn làm bài toán đó của lớp 1. Thế thôi đó. Mà nếu mà không tròn vẹn thì phải ở lại lớp. Không tròn vẹn thì chưa đủ điểm để lên lớp thì phải ở lại lớp, đó là vậy thôi, không có cách nào khác nữa cả. Thì cái mức độ mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của mình bao nhiêu đó, đó là cái mức là cực kỳ quan trọng trong đời sống của mình. Cho nên hồi nãy thầy nói đó, giác ngộ chính là cái mức độ tròn vẹn tỉnh thức đó. Cho nên Đức Phật là cái bậc mà
gọi là toàn giác. Toàn giác là gì? Tức là đã hoàn toàn là trọn vẹn tỉnh thức, hay là cái bậc minh hành túc, tức là minh đã hoàn toàn, hành đã hoàn toàn, tức là hành nhận thức và hành vi đã hoàn hảo. Đó đơn giản là vậy thôi. Nhưng mà cái đó các vị đó đó, người ta cũng trải qua không biết bao nhiêu cái trải nghiệm, chiêm nghiệm đời sống. Cũng giống như một em học sinh mà phải trải qua lớp 1 rồi đến lớp 2 rồi đến lớp 3 đó. Phải học tất cả những bài học trong đời sống này, đừng có vội vàng gì cả. Vội vàng cũng là một trong những trở ngại cho việc tu tập. Thì trong 10 cái trở ngại đó, thì cái trở ngại cuối cùng đó là cái ni căn tí đó. Cái ni căn tí đó chính là cái mà vội vàng, hấp tấp, mong muốn là phải cao hơn. Mà vì mong muốn cao hơn cho nên mất cái trọn vẹn đó. Cái trọn vẹn đáng lẽ là nó trọn vẹn rồi, mình là muốn cao hơn cho nên nó mất trọn vẹn. Mà thiếu đi cũng không được, mà muốn cao hơn cũng không được. Mà là cái mức độ trọn vẹn của mình bao nhiêu thì mình cứ phải là trọn vẹn bấy nhiêu. Thế thôi. Chứ đừng có mong cầu quá sớm. Mong cầu quá sớm thì cũng như một cái hoa hồng nó đang là mới ra nụ mà nó muốn nở liền. Làm sao nở liền được? Nó phải tuần tự mặt trời lên, ngày này qua ngày khác, cho đến khi mà nó đầy đủ cái yếu tố để nó nở ra thì nó mới nở ra thôi. Cũng như mình đang tròn vẹn được 10% thì chỉ có là bây giờ phải là tròn vẹn 10,000001 cũng được đó, chừng đó cũng được. Thì cái đó thôi. Chờ sao giờ? Bạch thầy, công việc thầy đã thực hành rất là nhiều năm và chắc chắn sẽ có những khó khăn và những thách thức mà thầy gặp phải trong cái phương pháp trải nghiệm này. Thì có một thầy chia sẻ về những khó khăn mà thầy gặp phải và cách thức mà thầy vượt qua để có học hỏi. Thực ra là cái khó khăn là cũng cái khó khăn chung như tất cả mọi người vừa trình bày ấy. Tất cả cái khó khăn đều là cái khó khăn chung. Thí dụ như là mình tham sân si bao nhiêu, mình ngạ mạn bao nhiêu, mình có đố kỵ bao nhiêu. Tất cả những cái đó là những cái mà ai cũng có hết. Những khó khăn đó tất cả mọi người đều giống nhau. Nó có thể khác nhau trong trường hợp này hay trường hợp khác, nhưng thực ra là tất cả những cái đó ai cũng giống nhau hết. Và ai cũng... Thì Đức Phật là Ngài chỉ cho mình cái cách để mà mình thấu suốt được nó, thông suốt được nó. Cái điều này là một điều quan trọng này. Khi mình gặp một trở ngại thì không phải là mình muốn dẹp trở ngại đó đi để mà đạt được cái không trở ngại, mà là phải thấu hiểu cái trở ngại đó là gì. Khi mà mình thấy ra được cái trở ngại đó là gì đó, thì mình, lúc đó mình sẽ là giác ngộ giải thoát đối với trở ngại đó. Đó, chứ không phải là mình lại muốn dẹp cái trở ngại đó đi để mà mình sống trong không trở ngại. Đó là ảo tưởng, nó không phải là thật. Còn thực á, là phải thấy cái trở ngại đó là trở ngại gì. Và mình phải trải nghiệm, chiêm nghiệm cái trở ngại đó. Vì vậy cho nên á, tất cả những cái mà đến đi trong đời sống của mình á, đều cần phải trải nghiệm, chiêm nghiệm cho thật rõ ràng. Đó chính là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cái ý nghĩa của tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là như vậy. Tức là khi mình sân thì mình phải tròn vẹn tỉnh thức để thấy ra rõ cái sân đó, thấy sự sinh diệt của nó như thế nào, vị ngọt sự nguy hại của nó như thế nào. Chứ không phải là mình thấy nó trở ngại rồi mình muốn dẹp nó đi để mà mình đi không trở ngại. Nhưng mà khi mình muốn dẹp đi như vậy đó thì mình lại là không hiểu được nó một cách trọn vẹn. Và khi mình không hiểu được nó, tức là mình không giác ngộ giải thoát được nó. Giác ngộ giải thoát chính là thấy rõ ra nó là giác ngộ. Và vì vậy cho nên không bị nó trọn vẹn.
trói buộc nữa, là giải thoát cái đó. Và tất cả những cái gì mà nó đang đến với mình đó, đều là cái đối tượng để mình giác ngộ giải thoát cả. Thì mình đó, thì thường hay sai một cái chỗ này. Cái gì mình cho là trở ngại á, thì cái đó mình mới muốn vượt qua. Chứ còn mà mình đang an lạc hạnh phúc rồi gì đó đó, thì mình muốn giữ lại. Cả cái việc mà an lạc hạnh phúc đó mà mình giữ lại cũng là sai lầm. Bởi vì thực ra là cả cái an lạc hạnh phúc đó mình cũng phải thấu hiểu nó là gì. Và thực ra an lạc hạnh phúc có khi nó còn trói buộc, che lấp mình còn hơn là đau khổ nữa, hơn là trở ngại nữa. Vậy thì lúc đó cái quan trọng vẫn là phải thấy ra được những cái gì đang đến đi với mình như thế nào. Và những cái đến đi đó nó vẫn có cái giá trị của nó. Giá trị là gì? Giá trị nó là như sự là nó trui rèn cho mình, trui rèn cái trí tuệ và cái đạo đức cho mình. Cái là qua tất cả những cái khó khăn trở ngại đó đó, nó là giúp cho mình là trui rèn được cái trí tuệ và đạo đức. Cho nên người ta mới nói là phiền não tức bồ đề là vậy. Phiền não tức bồ đề tức là tất cả những cái khó khăn trở ngại giữa cuộc đời đó, có vậy mình mới là phát huy được cái nhẫn nại là gì, mình phát huy được cái từ bi hỷ xả là gì, cảm thông là gì, mình mới hiểu nỗi đau khổ thực sự là gì và do đâu đau khổ. Lúc đó mình mới cảm thông được với cái nỗi khổ của người khác và hiểu rõ cái người khác tại sao đau khổ. Cho nên đó, thật ra tất cả những cái gì mà đến vứt đi trong đời sống của mình đều có cái ý nghĩa là giúp mình phát huy trí tuệ và đạo đức.